này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn tam ma địa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thả hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn đà la ni hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thả hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn tam ma địa hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn đà la ni hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát không hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận